Ayo, what's up cả nếp? Chào mừng mọi người đã tiếp tục quay trở lại với channel của mình ha. Mình là Rum Liên Quân đây mọi người ơi. Thì hôm nay thì chú Rum sẽ chơi vị tướng Airi ha. Ai da, mới trúng được cái trang phục Airi kiếm cái gì? Cái gì? Thích khách. Đúng rồi, thích khách, Airi thích khách ha. Vô test thử mà cảm thấy cái skin này nó mượt đó mọi người. Đây là skin ít bật ít hữu hạn ha. Rồi đó, tao biết mẹ trong đó đó phải lo. Cảm thấy nó mượt đó mọi người. Thì tại vì chú Rum có cái skin Airi kimono rồi á. Cái Airi hồng hồng á. Cảm thấy nó khựng khựng sao á. Khó chơi sao luôn ý. Nhưng mà được cái skin này, cái vô chơi thử cảm thấy nó mượt ok la lắm mọi người. Không hiểu sao luôn nha. Cái kia là bật ít ít á. Airi hồng là bật ít ít á. Ok. Nghe đèn đồ, nghe đèn đồ. Và ok, trận này thì chú Rum chơi Airi nhưng mà đối đầu với Florentino Ultraman. Cái skin xịn sò đây, uy tín uy tín uy tín. Nhưng mà đã uy tín mà còn nháy đèn thách thức kiểu này nữa. Ok, vào đây đồ. Vào đây đồ, một lượt, hai lượt. Rồi đó, trời ơi, đánh đã đợi cái nó rủ mình vô đây xong cái mình đánh nó cái nó chạy mọi người. Nó chạy luôn mọi người. Nó chấp đèn luôn kìa mọi người. Kệ mày đi nha. Coi như mà con rùi mũi bay đi mọi người ơi. Kệ mày đi nha. Một lớp chút. Trời trời. Xíu nữa hả con. Xíu nữa hả con. Nháy đèn đồ. Thôi kệ nó đi nha mọi người. Rồi đầu video qua. Chúc tất cả các anh em xem video thật vui. Vui vui vẻ. Vui vui thiệt là vui luôn nha. Ây da. Ây da. Một lớp. Hai lớp. Ba lớp. Ok tóc biến luôn à. Ok mày đi nha. Nhà trận này. Trận này thì Naros xin là gấu cứ đi rừng đi. Tôi đi SP cho nhưng mà tôi vẫn cầm trừng trị. Naros chỉ đó mọi người. À thì mình có hai trừng trị nha. Vô. Ôi trời ơi. Này thì vô. Ơ là trời. Vị Lily nó giết ngay trong trụ luôn ạ. Lào này tính hốt mình mọi người. Lao này chưa biết quan tài chưa đổ lệ. Vô đây bé ơi. Vô đây đừng ứng ngoài đó mà giang giang díu díu. Mập mờ. Ok mình đi nha, máu nó bật con tim máu. Chạy. Lướt học. Bỏ một đứa lướt học. Một đứa lướt học tao ra luôn nè. Rồi gấu xử đi gấu. Mày hả bưởi lào rie. Rồi xong phải rồi. Lướt lên. Anh ti nè, đánh thường một phát. Trời ơi. Cứ nhào vô ấy nha. Thôi đi về mọi người ơi. Yếu máu rồi. Về lên chiến với con Flon này tiếp. Ra đây bé ơi. Một lượt, hai lượt. Nó không dám đánh mình luôn mọi người. Tại nó mới quăng chơi một vô lính. Nó xài hết rồi, mình phải đợi chứ. Chơi là phải biết. Airi là thua kèo Flo nha. Nói thật sự luôn á. Airi đầu game thôi nha. Đầu game là thua kèo Flo nha. Nói thật luôn. Nhưng các tùy với các bạn đánh nó biết mình thua kèo. Mình solo nó thua kèo. Cho nên nó bội. Đợi mày quăng chi một vô lính. Mày xài hết chi một thì lú cái đầu ra. Cậu mau nó. Trời đâu cần xích đao nó mọi người. Không cần xích đao. Game này game để trụ chứ đâu phải là game đánh nhau, đúng không? Trời ơi, quá là bình thường luôn. Cậu mạo nó. Ok, dẫn chat à, dẫn chat gáy à. Thách Lily vô chỗ mọi người. Mà Lily đâu thèm ngó tới. Rồi, đứng đây nè, đang có anti nè, follow. Đã. Thế quăng chưa một xong. Đấy, lướt vô, lướt chưa hai đánh thượng, lướt chưa hai đánh thượng, lướt chưa hai đánh thượng, lướt chưa hai đánh thượng. Rồi. Thảy chưa một cái quay mặt đi luôn nè. Ngạo cha. Thảy chưa một ngoảnh mặt mà đi. Qua ghê.
Ôi pha này con tôi lén chạy được cái nha. Tha mày đó con, tha đấy, tha đấy, tha đấy, tha đấy. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Rồi, bé Lao ơi, làm sao bé chạy được nữa. Ok, nó hack não mình mọi người. Tôi tưởng là mày lướt về. Ai dè, lướt ngược cho bụi à. Cũng không đây, nhưng mà đâu thoát được. Làm sao thoát được, làm sao thoát được. Cái gì ai đây xung thế nhờ, lên đi nữa chứ. Quan trọng trận này trên bạn có hai sát thương phép nha. Tu lên đi rừng không phải chuyện đùa nha. Mình thì mình đang đang lên full sát thương nha, nên cũng máu giấy lắm nha mọi người, không có anti là hơi mệt á. Rồi làm nhẹ con dơi rồi đi chiến chép tay. Kìa tụi nó đang đông ở đây nha. Na cướp được không vậy? Na cướp cướp được là con. Ê con lao sung thế, đánh luôn quay. Ơ kìa tụi bay nhát thế, tao đây. Đâu rồi? Lướt nè, chiêu 2, bật anti, lướt, lướt đánh thượng, lướt đánh thượng. Ơi chưa kịp bình thường bị rồi. Ê ê phải lo, từ từ phải lo, từ từ phải lo. Rồi nó và lo nhào vô tính xử ở đây cho mình đó mọi người. Vậy mà cũng chạy được hết nha. Còn Vedas này chơi hay lắm nha mọi người, không phải chuyện đùa đâu nha, không phải chuyện đùa đâu. Thôi lòng vòng lặng lặng rồi đây. Ấy da, quan học kệ chơi luôn nè, đặt anh ti nè, đánh thượng mấy phát. Ôi, mất đứa tao đi mới được, tụi căng thế nhờ. Lào nó trúng nội tại của nó là làm chậm khó thế, mà cũng xử được Valor nha. Đằng này Valor chết với tay mình hơi bị nhiều luôn ấy. Rồi ơi vậy mà còn không làm được việc, tao hất tung con tu lên lên này đấy. Rồi đó sẽ tao được, gắn lên thôi, gắn lên gấu ơi. Gấu chứ không chạy được rồi. Nó dí còn hơn là gì luôn kìa. Ồ ở đây trên bảng đang xanh lắm nha, ở đây đúng xanh luôn. Nó nãy giờ nó xích tao nhiều lắm, mà mô ren mà mọi người lết game là phải hiểu đó, nó càng bắn thì nó càng tăng giáp vật lý giáp phép, chịu không nổi đâu. À nhưng mà mình có sát thương chuẩn mà, đẩy cao đường này lên cái rồi tính tiếp nha. Đến chỗ này đang thấp quá. Lily li, từ từ Lily li ơi, bành thị Lily li ơi. Rồi thôi xong rồi, nó chết hết luôn rồi kìa. Phải à, truyền thuyết cho AD trên bảng luôn vậy trời. Khổ quá, tao đi về thủ tiếp coi. Tính đẩy đường này thẳng đây đó, gán ở đó ôm đi, ở đây tao đẩy cho. Rồi phờ lo đang cao, phờ lo đang cao. Dùng lướt như học đến thường, chiêu 1, chiêu 2 đến thường chứ nhầm. Đánh thường tiếp, quăng chiêu 1 và thế là bỏ đi. Ồ AD nó kìa. Moren cuối game kinh lắm đấy, nó càng bắn thì lượng giáp nó càng nhiều, nó càng bắn thì giáp nó càng nhiều, nó lên thêm cái dạy kiên cường nữa, rất là khó luôn đây. Rồi ok dí nó. Rồi tao không thằng nào vô luôn ha. Không thằng nào vô thì tao vô. Tao vô nè. Mô ren tội 455 vàng. Có tóc biến trên tay nữa là đố mày chạy được. Bố đố đố luôn á. Đố luôn á. Đố mô ren đó. 455 vàng mọi người thấy không? Nó sang cỡ đó đó. Shut down nó được một phát 455 vàng. Ồ khai đây giờ đẹp có dây 727. Đẹp 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 đẹp. À bây giờ mình với gấu đẩy cái đường này ha. AD lui nhẹ cái đẩy đường mid cái AD ơi. Không lên hỗ trợ này rồi, nó thấy team mình này. Tu đây nó đang ở đây, tu đây nó sẽ đi tới thủ đảm bảo luôn. Quăng nè, gấu vô trước đây nè, mình vô tới băng sương, băng sương, băng sương, băng sương. Ui 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 ui. Ui ui. Ui trời ơi, hên đang hên bật anti kịp có 3 lần lướt nha. Về đó nó nhảy cái ngày đồng luôn mọi người, nhảy nhắm hay thế nha.
mà làm gì bắt được mình. Ari, Ari cơ mà, làm gì mà tù tù đâu mà dễ bắt sao. Ăn cái ra đi, qua đây, ăn đi, ăn đi, ăn đi, đừng nó đang không ở đó. Bắt hay sao một phát là đảm bảo lỗi tại ai là biết rồi đó. À đây, 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 đồng, đồng thế nhà, gọi ok, có hay sao mọi người. Ô nãy vô luôn à, ôi trời ơi, tao đã check map cái đống đứa đó, vô thì tao đánh tiếp nè, đánh tiếp nè, đánh tiếp nè, à, trời ơi. Sát thương chuẩn nó nổ mà gần một ngàn mấy không á. Nhưng mà không có mạng nào cho mình luôn á trời, ok thế nhà. Đánh cờ đó lên ấy. Ôi thằng nào sung dữ vậy, bay vô tới chổng vậy. Nào mày sung thế. Rồi, có giáp hồi sinh. Chơi tới bến luôn nè. Ôi AD nó sống vậy à mọi người ơi. Rồi, hai đứa mày yếu máu, trời ơi. Rồi sao rồi, trời. Nhào vô, rồi chết ngắt hết. Rồi, xong. Xong luôn. Bật cái anti. Chào tạm biệt mọi người. Biết ai MVP rồi đó. Hẹn mọi người vào cái video tiếp theo nha. Bye bye.